Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc mic hỗ trợ quay video. Đây, cái video của chính của tao đây chỉ cần hai cái này, một cái chân tai nghe. Cái chân tai nghe này mình lấy ở trong cái máy ở trong cái gậy chụp ảnh tự sướng. Đây, cái này ở trong cái gậy chụp ảnh tự sướng nó chỉ có 2 dây thôi. Và đây, một cái mic mình lấy trong một cái loa, các bạn có thể lấy trong tai nghe hoặc là trong một cái điện thoại cũ. Ok. Lấy trong mấy cái đồ linh kiện rất nhiều. Hoặc các bạn ra quán mua nó rất rẻ thôi. Đây, hai cái dây này của cái hai cái dây của cái tai nghe này chính là hai cái đầu ta sẽ nối vào mic. Nhưng bởi vì do lý do là có những bạn sẽ lấy ở trong cái chân tai nghe nó sẽ không có hai cái dây này mà sẽ 4 dây nên mình sẽ làm một cách tổng quát cho bạn dễ hiểu. Đây, mình sẽ gỡ cái này ra. Xoắn cho đứt dây luôn. Đây. Trong nó xuyên này. Các bạn lấy cho mình, chú ý các bạn lấy cho mình cái chân tai nghe có 4 tiếp xúc. Đây, 1, 2, 3, 4. Cái 3 tiếp xúc làm nó hơi khó một chút thôi. Nhưng mình sẽ làm cái 4 tiếp xúc cho dễ. Đây, các bạn xác định cho mình. Cái đầu này, đây. Sẽ là đầu dương lắp vào, đấu vào chân tai nghe, vào cái mic. Còn cái này sẽ là đầu âm đấu vào cái mic. Cái đầu này chính là bằng cái đầu này. Cái đầu này chứa chung đây, cái đầu này chính bằng cái đầu này. Ok, chúng ta sẽ nối đầu dương vào đây và đầu âm vào đây. Ở đây mình sử dụng hai loại dây điện này, mình tuốt nó ra. Đây, mình đã tuốt xong. Bây giờ mình sẽ hạ nó vào. Đây, mình sẽ coi chân màu xanh là cực dương. Cực dương chính là cái cực trên trên cùng này, chính là cực trên cùng. Ok. Các bạn chú ý trước khi mài chúng ta nên đánh qua giấy giáp. Hàn mấy cái này rất là khó bắt nên ta sẽ đánh qua giấy giáp. Ok. Rồi mình đã hàn vào xong. Đến chân tiếp theo chúng ta sẽ coi là đầu âm của chân tai nghe. À, của cái mic mình sẽ rồi. Đây chúng ta sẽ coi là cục dương của cái mic. Đây, chân này mình sẽ nối đây. Mình sẽ cắt bớt đi. Rồi. Vậy là như vừa chúng ta đã nói, chân này sẽ coi là cực dương của mic, còn cái chân màu đen sẽ coi là cực âm. Này rất đơn giản thôi, mình làm cái này để cho những bạn chưa biết. Và mấy bạn biết rồi có thể xem được và không xem được. Ok, đây sẽ là cực dương của mic. Cái mic. Đây, cái mic này nó sẽ ghi một bên cộng bên trừ ở đây. Mic của mình nó chỉ ghi nguyên dấu cộng thôi. Đây các bạn nhìn đây, có nguyên dấu cộng thôi. Mình sẽ hàn cái này là cực dương. Rất đơn giản thôi, mình chỉ hướng dẫn này cho những bạn chưa biết. Ok, vậy là cái của chúng ta đã xong. Bây giờ chỉ đến phần trang trí thôi. À đây, mình sẽ cuốn cái băng dính y tế vào đây. Các bạn không cuốn được. Mình cuốn nhìn cho nó gọn thôi. Cái bên này cũng vậy. Các bạn có thể lắp vào một thanh thép và các bạn quàng qua đầu rồi các bạn cho vào cạnh miệng để khi quay video bằng điện thoại chúng ta có thể nói rõ hơn.
có khi chúng ta quay nó xa nên là tiếng người ta nghe hơi bé, làm cái này rất là tiện lợi. Đây, cách của chúng ta rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ đi test thử. Mình dọn bớt đồ đi. Ở đây mình sẽ test thử trên con Samsung Galaxy Z5 này. Đây, mình sẽ đã bật sẵn chế độ camera. Bây giờ mình sẽ cắm cái mic vào. Ở đây mic ở dưới nha. Ok. Mình sẽ bấm nút quay video và mình sẽ nói vào cái đầu này nhá. Đây, nó sẽ ghi là ghi âm với mic của tai nghe. Alo, alo, 1 2 3 4, alo. Mình sẽ nói rất nhỏ xem nó nhỉ. Alo, alo, 1 2 3 4, alo, alo. Mình thổi vào cái mic. Rồi. Bạn lưu vào. Nhớ các bạn khi phát tút cái tai nghe ra không, nó sẽ nhận cái này tai nghe và nó sẽ không phát ra tiếng. Đây. Mình sẽ bấm vào cái này phát. Mình cho tôi. Đây, nó sẽ ghi là rồi các bạn nghe rất to. 1 2 3 4 alo. Mình sẽ nói rất nhỏ xem nó nhỉ. Alo, alo. 1 2 3 alo. Alo. Đây, alo, alo. Đấy, các bạn nghe tiếng nó rất to. Rồi. Đã xong. Chúc bạn thành công.